Thưa quý vị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Út, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Tấn Quà hôm nay đã có buổi làm việc với lãnh đạo quyền trước quà về việc chọn và thống nhất phương án thiết kế xây dựng trường trung học cơ sở giỏi Giang Tầng. Qua nghe đơn vị tư vấn thiết kế trình bày về phương án thiết kế xây dựng trường trung học cơ sở Võ Nhan Tần, nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang thống nhất về việc điều chỉnh phương án thiết kế, đồng thời lưu ý yếu tố dự phòng về dân số để đáp ứng nhu cầu về số học sinh hiện tại. Đối với thiết kế lần này, Chủ tịch Quỹ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Giang Úc cũng có một số góp ý để thiết kế vừa đáp ứng tính thẩm mỹ, vừa phù hợp với nhu cầu về số lượng học sinh và công tác giáo dục truyền thống. Chủ tịch Quỹ ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành liên quan và địa phương thực hiện đúng quy trình thủ tục quy định về xây dựng cũng như phương án tài chính. Phó Chủ tịch Quỹ ban nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa đề nghị đơn vị thiết kế sớm hoàn chỉnh đại bản thiết kế theo hướng tăng số phòng học nhằm đảm bảo số lượng 3.400 học sinh theo học cũng đồng nghĩa với đảm bảo cho trường đạt chuẩn mức độ 1. Trước đó, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo quyền Đức Hòa đã khảo sát vị trí dự kiến xây dựng trường trung học cơ sở Võ Giang Tần và thông qua phương án thiết kế lần 1 vào tháng 9 năm 2024. Dự kiến, giữa tháng 4 2025, trường trung học cơ sở Võ Giang Tần sẽ được khởi công.